chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào sáng nay, sau khi đi vào khu vực biển phía tây bắc đảo Luzon, Philippines, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với vị trí tâm bão hồi 7 giờ ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 cho đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển về phía đông nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 10 tháng 12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 60 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Quay trở lại với tình hình thời tiết trên khu vực đất liền, từ nay đến trưa chiều ngày mai thì thời tiết ở tại khu vực Bắc Bộ vẫn chưa có nhiều biến đổi, trời phổ biến là nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng trời rét nhẹ với mức nhiệt độ ghi nhận vào trưa chiều sẽ ở khoảng là từ 21 cho đến 23 độ. Riêng ở hai tỉnh là Lai Châu và Điện Biên sẽ có mức nhiệt cao hơn là từ 25 cho đến 27 độ. Sau đó, từ chiều tối và đêm ngày mai, không khí lạnh sẽ lại được tăng cường trở lại. Mưa xuất hiện rải rác chủ yếu ở phần phía đông của khu vực. Nền nhiệt độ trong ngày thứ 3, tức là 11 tháng 12, cũng vì thế mà giảm hơn từ 1 cho đến 3 độ. Còn từ thứ 4 trở đi thì nền nhiệt lại có xu hướng tăng nhẹ dần. Tuy nhiên là đới gió đông ẩm từ khối khí lạnh, lệch đông sẽ tạo điều kiện tăng khả năng mưa nhỏ và sương mù vào sáng sớm tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi và ven biển. Vì vậy, khi lưu thông trong thời điểm này, quý vị và các bạn cần hết sức thận trọng, nhớ bật sáng các đèn pha xe, nhất là tại các khu vực vùng núi có địa hình phức tạp để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đới gió đông bắc suy yếu nên trong ngày mai, các tỉnh ven biển thuộc khu vực Trung Bộ, thời tiết cũng phổ biến là ít mưa với mức nhiệt độ tăng dần, trời chỉ còn se lạnh tại phần phía bắc và khá cao tại khu vực phía nam của khu vực. Tuy nhiên, sang đến thứ 3 và thứ 4 tuần sau, thời tiết trên khu vực sẽ bắt đầu có sự chuyển biến. Đới gió đông ẩm trên các tầng khí quyển mực cao hoạt động mạnh dần sẽ tạo điều kiện hình thành mây, gây mưa rải rác cho các tỉnh và Bắc và Trung Trung Bộ. Nền nhiệt vì vậy sẽ hạ hơn và trời khá dịu mát. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, 3 ngày tới là những ngày ít mưa và nắng ráo trên khu vực, thời tiết thuận lợi cho lưu thông và các hoạt động dân sinh. Chỉ lưu ý tại các vùng cửa sông của Nam Bộ cần đề phòng với khả năng xâm nhập mặn khi mùa khô đang đến gần. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong 3 ngày tới. Khu vực phía Tây Bắc Bộ vào ngày mai, đêm và sáng trời nhiều mây, phổ biến là ít mưa, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Còn ngày 11 và ngày 12 trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, nên nhiệt độ cũng giảm xuống khoảng 1 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày mùng 10, đêm và sáng trời nhiều mây, phổ biến là ít mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Còn ngày 11 và ngày 12, trời nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù rải rác, nên nhiệt độ giảm hơn từ 1 đến 3 độ trong ngày 11. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, ngày mai đêm và sáng trời nhiều mây, phổ biến là ít mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Còn ngày 11 và ngày 12, trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác, nên nhiệt độ trưa chiều giảm từ 2 cho đến 3 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong ngày mùng 10, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ. Sang đến ngày 11 và ngày 12, ở phía Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, ở phía Nam có mưa vài nơi, nên nhiệt độ trưa chiều giảm trong khoảng từ 1 đến 2 độ. Khu vực Tây Nguyên trời phổ biến là ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 18 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ 3 ngày tới phổ biến là ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ. Khu vực Biển Đông những ngày sắp tới thì ở khu vực Đông Bắc Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa dông rải rác và gió vẫn mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, biển động mạnh. Trong khi đó thì vùng biển giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa có duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Như vậy là vào khoảng chiều tối và đêm ngày mai, không khí lạnh sẽ tăng cường lệch đông và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc Bộ. Mưa dông xảy ra rải rác tại các tỉnh phía đông, nền nhiệt cũng giảm hơn từ 1 đến 3 độ trong ngày 11. Tại khu vực ven biển Trung Bộ cũng sẽ tăng mưa hơn tại phần Bắc và Trung Trung Bộ trong ngày 11, ngày 12, tuy nhiên lượng mưa không quá nhiều. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ thì trời vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trưa nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!